Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 3, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn thiết kế dự án của IFAD để chuẩn bị thiết kế dự án thúc đẩy cơ chế khuyến khích tài chính để quản lý đất ngập nước ven biển bền vững dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. Dự án CMFIM thuộc Quỹ thích ứng biến đổi khí hậu AF. Tham dự có ngài Francisco Bichon, Giám đốc quốc gia Việt Nam khu vực châu Á Thái Bình Dương của IFAD, trưởng đoàn cùng các chuyên gia đoàn thiết kế. Tại cuộc họp, đại diện đoàn thiết kế dự án IFAD đã trình bày tóm tắt đề xuất dự án CMFIM. Theo đó, mục đích của dự án là nhằm xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu, thành đồng quản lý rừng ngập mặn và sản xuất trang trại, trồng trọt, thủy sản, sáng tạo và bền vững trong và xung quanh các khu vực đất ngập nước ven biển của hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Dự án bao gồm 3 hợp phần chính là tạo môi trường chính sách thuận lợi để quản lý đất ngập nước ven biển, thích ứng, nhân rộng các thực hành thích ứng sáng tạo trong quản lý rừng ngập mặn và quản lý tri thức để tác động đến chính sách thích ứng. Nhóm đối tượng hưởng lợi chủ yếu của dự án là các hộ nông dân sản xuất nhỏ, dễ bị tổn thương, sống trong và xung quanh các khu vực rừng ngập mặn ở hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Ngài Francisco Bichon bày tỏ sự vui mừng vì đoàn thiết kế dự án lần này được tổ chức sau khi quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt. Ngài hy vọng rằng dự án này cũng như các dự án sau này sẽ được thúc đẩy thực hiện, đồng thời đẩy mạnh mang lại hiệu quả cho quy hoạch vùng. Ngài Francisco Bichon cho rằng dự án CMFIM sẽ hỗ trợ nguồn lực cho dự án CSAT. Bên cạnh các nguồn lực khác, do vậy IFAD khuyến khích lồng ghép các nguồn lực, không chỉ nguồn lực của IFAD mà còn nguồn lực đầu tư công, nguồn lực của tư nhân. Đại biểu các sở ngành tỉnh trao đổi với đoàn thiết kế một số vấn đề liên quan đến ý tưởng thiết kế dự án như các nội dung liên quan đến quy hoạch trồng rừng và quản lý rừng, đóng góp ý kiến liên quan đến nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi số trong quy hoạch sử dụng đất. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, hoan nghênh ý tưởng dự án CMFIM, dự án IFAD giai đoạn 3 bên cạnh dự án CSAT trong giai đoạn đang phê duyệt. Dự án này được đề xuất đúng như ý định của Bến Tre, đó là phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao mức sống của người dân, thích ứng an toàn và hiệu quả với biến đổi khí hậu. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre rất quan tâm ủng hộ dự án. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, CSAT là một trong những chương trình nằm trong tổng thể bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre. Bằng tất cả nguồn lực, kể cả nguồn lực đầu tư công, nguồn lực của nhà tài trợ, đặc biệt là sự đồng hành của khối tư nhân cũng như người dân, Bến Tre sẽ tham gia thực hiện hiệu quả dự án CSAT cũng như các dự án hỗ trợ kỹ thuật để hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh thành công giai đoạn 2021-2030. Tỉnh hy vọng đoàn thiết kế sẽ có các buổi làm việc tích cực, hiệu quả với các sở ngành và địa phương liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cũng lưu ý, Bến Tre có diện tích vườn dừa lớn với 73.000 ha. Vì vậy, đề nghị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đoàn thiết kế dự án quan tâm nghiên cứu các hoạt động liên quan đến diện tích dừa của tỉnh.